Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Xin giới thiệu, hiện tại mình đang đứng ở vị trí giữa cây cầu Mỹ Thuận 1 và Mỹ Thuận 2. Thì khoảng hôm nay một số công trình cũng đang làm bờ kè để chống sạt lở giữa hai chân cầu. Thì cái vị trí này là một trong những vị trí mà nhìn toàn cảnh được hai cây cầu Mỹ Thuận 1, Mỹ Thuận 2. Đây thưa các bạn, vị trí mà mình đang lia camera đó là cây cầu Mỹ Thuận 2. Cây cầu Dê Văn có cái trụ tháp cao nhất ở Việt Nam hiện nay. Và còn đây là cây cầu Mỹ Thuận 1 đang hiện hữu và đã được lưu thông. Anh chị và các bạn. Vị trí mình đang đứng, đó là cạnh bên chân cầu Mỹ Thuận 2, khoảng cách gần 50 mét, hướng nhịp dẫn về thành phố Cần Thơ. Trụ tháp cầu Dây Văng, cao nhất các cầu Dây Văng, khu vực miền Nam Bộ. Bên cạnh trụ tháp thì có cây cần cầu dùng để di chuyển các vật liệu xây dựng. Công trình phía trước, đó là máy móc làm bờ kè, chống sạt lở bờ sông. Vâng, em xin thay mặt cho cảnh chất quê
cảm ơn đến với quý anh chị và các bạn. Gần xa đã xem hết clip, Chất Quê gửi lời chúc sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại với clip sau nhé.